Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video của ngày hôm nay là tiêu điểm phân tích meta. Thì khi mà mọi người nghe tới từ meta thì mọi người phân tích rồi dạo gần đây mấy anh em tôi thấy khá là ngợp. Tại vì sao? Tại vì mấy anh em chơi server mới hoặc là chơi bên server C và áp lực liên tiếp là con Hellfire, rồi con Xenos, con Gogetsu, rồi con Flash, rồi kể cả những tướng sau. Thì khi mà nghe tới clip phân tích, mọi người càng nghe mọi người càng mệt, mà không nghe thì mọi người không biết cách nào để làm. Ngồi ra clip tư vấn rồi kiểu đang đè gánh nặng lên cho mọi người. Thì công nhận thì clip phân tích thì nó sẽ nặng về meta, nặng về lối chơi, về kiến thức. Cho nên khi mà làm nội dung, người mới hoặc là khoảng cỡ tầm 3.000 anh em đang chơi Common Domain này ở các server khác nhau thì nghe tới clip rất là mệt. Nhưng mà mình mong mọi người xem trong video này, tại vì trong video này chỉ mang tính chất giải trí và mong mọi người ủng hộ, like, share và chia sẻ. Tại vì mình chỉ làm vui vẻ thôi, để cho khi mà mình làm nội dung chiến khu hoặc là mình làm clip gọi là meta hay là phân tích gì đó thì mọi người dễ hiểu hơn về đội hình. Thì ok, tùy mỗi người sẽ có một cái cảm nhận thôi. Rồi bắt đầu video thôi. Rồi đầu tiên thì tìm hiểu về lối chơi. Thì trong meta này thì thực sự rất là khổ dâm và rất là vui, và mình phải làm clip phân tích ngay hôm nay ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là lối chơi để cho mọi người dễ hiểu hơn là lối chơi phòng thủ. Chúng ta sẽ có flash nè, độc đế nè, đen bóng nè và con sonic, con mũi và con buri. Ngồi ra chúng ta sẽ có điện bóng và kin. Khi mà mọi người nhìn vô, ê, bức hình này có vấn đề, pro dừng lại. Thì khi mà vấn đề làm cái bức hình này là tại sao không có ngô cái sư. Bây giờ mọi người chơi game, anh làm nội dung, anh Han đánh kêu là con ngô cái sư này là phải làm nội dung, là phải có, không có là không chơi được game. BK bây giờ không có ngô cái sư là thua, nhưng mà tại sao trong hình anh lại nói này đội hình là meta và tại sao nhiều người chơi và nó hiệu quả? Thì đầu tiên tôi xin giải thích với mọi người là do con và do biến đổi của meta. Thì con đế nó cho một lượng khả năng chống chịu rất là lớn, ngồi ra nó còn có cơ chế sạc. Thì khi mà đi BK tầm này thì con mũi, con buri nè, con kinh, con điên bóng thì nó sẽ đảm nhận vai trò hấp thụ sát thương và quýnh theo kiểu chích đỏ. Đầu tiên vì sao đội hình này mạnh? Đầu tiên đội hình này nếu có buri thì buri nó sẽ cô lập đối với gặp trong trường hợp mà không đối đầu với lại những đội hình mà không có năm đầu UR. Cái thứ hai nữa là con Sonic này nó sẽ xóa năng lượng, tại vì khiên đồng đế này nó cho năng lượng rất là ít. Và khi bây giờ người chơi server chung, người ta họ vận dụng tính năng chiến thuật thiên về cơ chế công kích và phòng công kích nè, rồi phòng thủ nè, hơn là cơ chế năng lượng, cho nên là bị một cái bước gọi là sảy chân ngay cái chiến khu tuần đầu tiên. Rồi ok, chúng ta có 3 điểm, mình không nói về điểm mạnh điểm yếu nha, mình chỉ nói lý do vì sao họ chơi đội hình này. Nó thiên về chống chịu, có kinh, có đen bóng, rồi có buri, câu kéo sát thương và xóa năng lượng. Ngoài ra không lệ thuộc vào trang bị của con Flashy Flash UR. Chơi đội hình này bạn muốn build con Flash trong cũng được, bạn đi sâu cũng được, bạn muốn build Flash tóc cũng được, bạn build cái gì cũng được. Là nói chung là chơi đội hình này là rất dễ chơi, miễn là bạn có đầy đủ con tướng này và đối thủ của bạn cũng mềm giống như bạn, hoặc là chơi có thể đánh vượt đối thủ hơn cả trăm triệu lượt chiến luôn. Rồi ok, tiếp tục. Tiếp theo là nếu mình có nói trong mấy câu này trên live, nếu bạn là vua chúa thì bạn mới dám chơi meta. Vì sao? Tại vì chơi trong meta tầm này chúng ta sẽ có flash nè, đồng đế nè, Hellfire, năm đầu UR và mũi. Năm đầu UR sẽ đi chung với lại combo flash flash. Hellfire sẽ khắc chế trị liệu và giảm hồi máu. Đồng đế sẽ là co của cái sư với lại mũi là meta. Thì tại sao nó lại là như vậy khi mà một cái đối đội hình meta đối đầu với lại một cái đội hình mà tào lao bí đao không mua kích sư, rồi nó mít con này con kia năm đầu phượng tùm lum hết, nhưng mà có những người hơn lượt chiến cao 300-400 triệu lượt chiến lại thua những người 200-250, và có những người thua cả cái người 100 triệu lượt chiến. Vì sao? Là vấn đề cốt lõi đây là gì? Vấn đề năng lượng. Ngay vấn đề năng lượng rất quan trọng. Rồi đây là một bức hình mình giải thích, mình ví dụ, mình mọi người biết rồi, tính mình là người tập luyện tập. Thì đây là hình ảnh của video của bạn Khánh Phong. Thì khi mà có đồng đế, mọi người up level ở level 2, level 4 nè, level 10 và level 17, thì con đồng đế nó sẽ cho tăng tỷ lệ khiên. Thì đối với những người well hoặc là đối với những người ở server cũ, hoặc là gọi là server cũ đi, người ta có tiền, người ta có thể hoặc là tài nguyên nhiều, thì người ta nâng cấp con đồng đế này ngay ngày đầu lên level 17, thì cái lượng khiên của con đồng đế này vừa mới bắt đầu chậm. Đây là bức hình ở con level 2 thôi nha, chỉ mới con level 2 và lắp thêm một AMI thì mới bắt đầu chậm, thì nó đã có ít 2 lớp khiên luôn rồi. Còn mà khi mà các bạn coi chiến khu tuần vừa rồi, các top vừa mới vô đặt vào đồ hình cái ít 2 luôn, không cần AMI, không cần gì hết, đồ hình này là đã có AMI sạc rồi nha. Thì nếu như các bạn top coi tuần vừa rồi đặt vào đồ hình ít 2 luôn, còn trường hợp ít 3 thì mình chưa thấy, chỉ mới ít 2 là ghê thôi. Ngồi ra đây thì bức hình dưới đây, đây là top, nhưng bức hình dưới đây là ít 2 luôn nha. Ngồi ra thêm một cái nữa mình khoanh, thì có năng lượng ở đây đối với một người 300 triệu lượt chiến nha. Mình xin nhấn mạnh đối với một người 300 triệu lượt chiến thì mọi người nhìn này, cái mức năng lượng chỉ có 6.
Ngay khi đây là bức hình mình chụp bắt đầu trận, và cái trận này là trận mình sẽ để video cho mọi người xem. Và đây là top của một người 500 triệu lượt chiến, thì cái mức năng lượng của họ sẽ là 9 nha, mức năng lượng của họ sẽ là 9. Rồi ok, thì cái vấn đề năng lượng này nó sẽ ảnh hưởng gì, thì con Sonic nó lại chơi được. Và khi mà mọi người không chơi Ewing thì không ai câu to Sonic. Ngồi ra ở server chung đang là gì? Ở server chung đang là chi viện anh hùng con Sonic UR, cực kỳ khó chịu. Rồi tiếp tục. Và sao mà đầu tiên mình hỏi, ủa anh ơi, tại sao anh có thể đón được lối chơi và anh ngồi đi tranh cãi hay là anh đi anh tô xích với những người mà trên mạng nói anh dễ meta này như thế kia và mình đón đúng được cái lối chơi? Tại vì cơ bản khi mà cái lối chơi phòng thủ này ở server Việt Nam, cái thời mà server Việt Nam đi meta như server Việt Nam tự tạo meta, thì cái lối chơi mà con Phượng nè, mọi người nhìn cái lối chơi nha, mặc dù là chơi trong con DK SR cộng gần như cuối con, mọi người coi nè, Phượng SR cộng, năm đầu SR cộng, MK SR cộng, co bơm, flash flash ôm điện bóng, thì ở server Việt Nam chơi quen với rồi, và trong cái meta xâm tăng nữa, thì gần như khi mà qua meta này mình biết chắc chắn rằng với một cái lối chơi không đâm DOT, sự lựa chọn phải là không đâm DOT, mà sự lựa chọn giữa DOT và sát thương trực tiếp hay là sát thương kích nổ, thì khi mà bạn chọn sát thương trực tiếp thì cái lối chơi ôm đam và lối chơi phòng thủ kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện. Rồi tiếp tục. Ngồi ra thì ác mộng mà cái lối chơi mà cầm hòa cực kỳ khó chịu. Mọi người kêu ừ, tại sao khi mà anh coi chiến khu thì anh coi những trận BK và những người 100 triệu hay là 120 họ lại có thể vào được cái chiến khu ở vòng 32? Vì sao? Tại vì họ chơi một cái lối chơi quá cực đoan. Mà khi mà con chày này, có những người mọi người thấy không, 250 triệu lượt chiến, 270 triệu lượt chiến vẫn tiếp tục sờ ban con chày này và vô được vòng 32, vòng 16, có người còn vô được tới top 8 ở server mới hoặc lẫn server cũ. Thì vì cái lối chơi là gì, chỉ cần đặt con tướng đô và chơi cầm hòa, chơi hồi sinh, chỉ cần không gặp năm đầu UR thì bạn có thể vận hành 6 con này một cách thoải mái. Ok, và thêm một cái nữa về cơ chế con mới của con hồng đế là nó có cơ chế gì, khi mà những con tướng nó hồi sinh ra, được hồi sinh bởi năm đầu và Phượng, nó sẽ có hồi sinh là sạc khi. Rồi ok, rồi và tướng, hai con tướng mọi người hỏi anh ơi, vậy tại sao là con Hellfire nè, con Xenos nè, và ở trong siêu phân khúc siêu mới hay là siêu cũ, tại sao là nó khác biệt tới như vậy? Ở siêu mới thì cái lượng khả năng chống chịu nó sẽ thấp hơn và tướng nó sẽ ít hơn, không có đen bóng, không Phượng, không năm đầu, cho nên là con Hellfire này, con Xenos khi mà chơi phân khúc siêu mới ở rất mạnh, đến nỗi mà mọi người coi BK phân khúc ở server 650 là một cái server mới chỉ ra được một năm thôi mà người ta còn phải lấy một cái xác không của con điên bóng không sao vàng không gì hết để bỏ vô chơi ở quách tình một, là mọi người biết người ta vả đến mức nào mà người ta phải ép chơi meta đến mức như vậy và nó hiệu quả. Ừ, khi mà ép chơi nó lại hiệu quả, không phải là phải chi lấy vô mà người ta thua mình còn chơi chắc người ta được, mà chỉ lấy cái xác không thôi đặt vào đội hình mà nó còn win và nó hiệu quả được. Rồi ok, và khi đối với server cũ thì hai con này nó là con ghẻ nha, tại vì server cũ nó quá nhiều sự lựa chọn, điên bóng nè, Phượng năm đầu, Buri rồi vân vân và may may. Rồi ok, tiếp tục. Và tiếp theo nữa là cuộc chiến tốc độ. Thì khi mà cuộc chiến tốc độ thì chúng ta sẽ có là Sonic và con Gwyn. Thì đội hình ở server cũ tuần này lại một người không chơi tốc độ, nhưng mà một ông top lại chơi con Gwyn boost cho con điên bóng. Thì mọi người kêu ừ anh ơi nó loạn quá. Ở trong meta này chơi tới hai con là con Sonic nè, con Gwyn. Không có con Gwyn thì bị con Sonic khắc chế, mà bỏ con Gwyn vô thì cái lối chơi nó sẽ bị kẹt về tốc độ. Thì về chơi lúc đầu mình nghĩ là ừ cái trường lực nó sẽ xuất hiện lại, không, vẫn spam đâm xuyên khi lối chơi tốc độ, là thằng nào bị dùng đam, thằng nào đi trước, thằng nào dùng đam to hơn và thằng nào quêu hơn thì cái lối chơi tốc độ này nó sẽ cực kỳ hiệu quả. Còn nếu như anh mà lực chiến tầm trung, hai thằng ngang nhau nha, hai thằng lực chiến ngang nhau mà một thằng chơi tốc và một thằng không chơi tốc, thì cái thằng mà quan trọng nếu như tốc độ đó là con Ewin thì cái thằng chơi Ewin nó sẽ bị thiệt thòi nha, tại vì cái thằng chơi Ewin nó sẽ không xóa được năng lượng, dư năng lượng đi chăng nữa mà anh không đủ đam anh dồn vô thì cũng chết thôi. So với thằng bên kia không tốc, nó chơi con gì, con kinh hoặc là con đen bóng hoặc là con hồn sinh thì nó chơi chích lõi nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng đối với người mà chơi con Sonic thì nó lại là một câu chuyện khác, tại vì vấn đề cốt lõi là gì, năng lượng của đồng đế nó không nhiều và nó không sạc lại được, nó sạc khi nhưng mà nó không sạc năng lượng, thì bạn bù đắp lại cái đó là gì, ở quách trình 2, quách trình 3. Rồi tiếp theo là ba nhân vật mình làm vui vẻ sống tiêu biểu và sống da nhất sẽ chơi trong meta tương lai. Top 1 là con điên bóng, top 2 là con heo phai và top 3 là con kinh. Mình không thích giải thích là vì sao ha, thì nó đã nằm trong video trước rồi. Rồi về tướng phân khúc tầm trung thì tướng rác nha, mình nhận mình là tướng rác, nó nói nó hơi thô tục chút xíu nhưng mà nó là như vậy. Đầu tiên là con điên bóng, top 2 là con Sonic. Con Sonic là do nó làm trong chi viện anh hùng nha, rác bãi đạn luôn và nó cho đổi cái sư kỹ. Ừ, quan trọng là nó cho đổi cái sư kỹ. Thứ ba nữa là con năm đầu, con năm đầu SR cộng, top 4 là con Phượng và top 5 là con Xenos với lại con chạy. Nhưng khi mà top 5 mọi người lưu ý, fan mọi người ở đây dừng lại,
mình nói là top 5 ở đây là con Genos tại con chày, tại sao mình xếp chung con này một team, mặc dù một con 5 DOT với là một con sát thương trực tiếp đã out từ mùa quýt rồi. Đầu tiên là về con Genos, ở đây mình không làm hai chữ, mình nói nhanh thôi. Nó trâu đến mức mà khi cái tỷ lệ giảm đang non rip nó đã chỉnh sửa lại rồi, nhưng mà nó lại là một con DPS công mà cái chỉ số non rip đã mà nhà phát hành đã sửa lại rồi, mặc dù là công nhưng mà nó lại quá trâu. Khi mà chơi siêu mới có những trận mà một mình nó quýnh, nó đổ một mình, nó sống sót thành công và nó tăng một lần 4-5 con và nó trâu đến mức nó trâu còn hơn cả con năm đầu. UG nó chết rồi mà con này nó vẫn còn trên sân và con này nó gây một lượng sát thương cực kỳ lớn khi mà đi cùng với lại khi của con đồng đế nữa. Rồi con chày thì khỏi nói ha. Rồi tướng kiểu gì cũng cút nha, tướng kiểu gì cũng cút, mình cút ở đây là ao meta và hoặc là ra cũng khác sớm hoặc là ra con tướng khắc chế. Thì chúng ta sẽ có con nào? Đầu tiên top 1 là điên bóng, top 2 là Vlad Sivlad, top 3 là con Hivai. Đầu tiên mình nêu những lý do ở đây. Đầu tiên con điên bóng làm gì? Kiểu gì cũng ra điên bóng UR để cho cân bằng game. Cái thứ hai nữa là ra con Vlad ra để cút cho 5 con nó cùng chơi. Mọi người thực sự đi, mọi người thừa nhận đây là trên live, những bạn nào coi live không nói nha, những bạn coi video các bạn để ý đi. Cái trận nào mà Silver mới tụi nó không có con Flash Flash chứ bạn chơi game cảm giác nha, BK nó sẽ hay hơn, BK nó sẽ hấp dẫn hơn, cảm giác là 6 con nó cùng chơi. Nhưng 6 con nó cùng chơi từ co hỗ trợ Hellfire mũi Win rồi Sonic nó được chơi. Còn mà khi có con Flash này thì mọi ánh sáng, mọi góc nhìn đều lu mờ hết, để nhìn cứ nhìn con Flash này DPS từ đầu đến cuối nó chán cực kỳ. Rồi ngồi ra về lý do con Hellfire vì sao nó bị cúp. Đơn giản thôi, để ra tướng HP mọi người. Bây giờ game đói tướng HP lắm rồi, toàn chơi tướng ATK mà. Đồ HP bây giờ dư ra mà trong cái đó tướng ATK lại đói. Rồi, ok. Tiếp theo là một trong những cái sản phẩm mình nói cái này chắc chắn sẽ gây world nha, mình nói là chắc chắn sẽ gây world. Thì con mũi là một trong những sản phẩm ăn hại nhất meta nha. Thì lấy về để đi mát, lấy con mũi về để đi mát tấn công, rồi cuối cùng nuôi mát tấn công để hấp thụ sát thương, và khi mà hết bet thì con này không có giá trị. Và khi mà đi BBB bắt buộc phải lấy về để hấp thụ sát thương, giống như con cô kỹ sư. Ít ra con cô kỹ sư nó còn làm tăng, nó làm đang được, nó chống chế trong meta của con Skin ngày xưa hoặc là con Burot. Thì riêng con mũi này mọi người biết sao, đồ công không đủ. Một cái phân khúc cũng cỡ tầm 100 triệu lượt chiến đi, nuôi làm sao cho đủ, nuôi làm sao DPS cho đủ, trong khi trước đó là ra con lồng đế là con xin nốt nó chửi cái đùng một cái chết cả đồ hình luôn. Ngồi ra con mũi này mọi người biết mình nói nó không có tác dụng, mọi người biết vì sao không? Gặp con Sonic nha, mà nói đầu tiên nếu như mà nó gặp con Sonic thì con Sonic nó xóa năng lượng, con mũi này đánh thường mà. Kể cả con mũi này đi chung với lại con Yuwin, được con Yuwin kiếm tóc quýnh vô cái khi của con đồng đế nó không mất máu luôn mọi người ơi, trời ơi nó không mất máu luôn, trừ khi con Flash nó quýnh nát cái khi con đồng đế luôn thì con mũi này nó mới bay sát thương và nó đột phá được trong cái trạng thái xuống quốc hoặc là trạng thái bất khuất tăng cường của con cô kỹ sư. Ok đấy, trời ơi khổ trăm bề, lấy một con tướng về chỉ để build nó lên mát công để nó tăng, trời ơi là trời, nghe mà nó chu sót. Phải chi nó là tướng HP ok mà build tăng, nó build tăng rồi nó tương tác với tăng giống như con cái sư để chơi, tự nhiên lấy một con tướng ATK nuôi đồ ATK để nó về làm tăng hấp thụ sát thương, giảm sát thương, nổ sát thương 5 DOT, trời ơi nghe mà nó xót lòng. Rồi ok, tôi không phải anti nha, nhưng mà tôi cảm thấy tiếc về một cái sản phẩm cuối con. Rồi tiếp theo nữa, tướng sinh ra chỉ cần đứng im không kiểu gì cũng cút, thì trong cái clip BK mà nói rồi thì... sorry mọi người. Thì ở đây chúng ta có là con năm đầu UR. Đầu tiên nó là du, nhưng nó là du trong BBB live, du trong BBB live. Nó con này hiện tại là S cộng trong, nếu như mà có cái T-list đi thì con này là xếp T-list cộng trong cái BBB live nha, đứng im không là win thôi, cầm hòa bên đỏ được. Rồi và một con mình này, con này counter được tới 4 con. Nhưng một mình con này counter được tới 4 con, một con tướng bị chê ê chề luôn. Nhưng mà lâu lâu vẫn sử dụng counter được 4 con, đầu tiên là phượng năm đầu khắc chế hồi sinh, cái thứ hai nữa khắc chế buri, và cái thứ ba nữa counter con mũi khi mà con mũi nó ultimate, tại vì để trung hàng đứng đối diện con mũi thì con mũi nó cứ đam năm đầu này thôi à. Rồi ok. Rồi tới đây là hết rồi mọi người, thì trong video này chủ yếu là phân tích vui vẻ, phân tích nhanh để cho mọi người hiểu meta. Và khi mà tôi làm clip chiến khu thì tuần vừa rồi khi mà làm clip chiến khu tôi cảm giác là mọi người cứ đơ đơ, tại vì mọi người lạc lõng thì người xem nè rồi mấy anh em, rồi khi mà đăng clip mấy anh em không có hiểu được. Sorry mọi người. Là mọi người không có hiểu được chơi trong cái meta này nó chơi cái gì. Và kể cả tôi làm clip bình luận á, là tôi cứ để ra cho mọi người xem trước, tại vì nó là tuần đầu. Rồi ok, thì
thì đó là cái nội dung cơ bản để cho mọi người phân tích thôi. Thì tới đây là hết rồi. Thì ngoài ra thì cái video này nó sẽ dài hơn, tại vì tôi sẽ thêm một cái clip BVB ở phía sau để cho mọi người có cái ví dụ cụ thể luôn. Thì nó cũng cỡ bằng 30 phút thôi, thì mọi người bỏ ra thời gian để coi. Tại vì buổi sáng hôm nay là sáng thứ bảy, mọi người sẽ ngợp, tại vì tôi đăng tới hai video, một video phân tích này với lại một video là hướng dẫn về tính năng chiến thuật. Hôm bữa trên gặp tư vấn tới 50 phút luôn, thì sáng thứ bảy mọi người sẽ ngợp, rất là ngợp, cho nên là chỉ làm vui vẻ thôi. Ngồi ra sẵn chia sẻ với mọi người luôn. Thì đợt này khi mà làm mọi người là tôi đăng chay, tôi không làm âm thanh này thứ này thứ kia, tại vì mọi người thông cảm. Tại vì tháng này tôi bệnh nhiều, mọi người cũng biết đó, tôi ho lại, tôi mua thuốc này thứ kia nó nhiều quá, đến nỗi mà tôi phải bán hạt hay luôn để tôi mua thứ này thứ kia để thuốc trị bệnh này kia. Thì cho nên là tôi không gia hạn được mấy cái phần mềm làm video, cho nên là không có làm được video âm thanh cho nó chỉnh chu thứ này thứ kia nữa, chủ yếu làm nhanh làm vội. Đây là đấy, rồi ngồi ra tranh thủ lúc nào làm được video làm đó để phân tích cho mấy em có nội dung. Thì khi mà làm video này thì có tin vui, chút nữa tin vui thì tôi sẽ phân tích sau, làm một cái video riêng là bên server chung đã, nhà phát hành thì không biết là thông tin nó đâu ra cái chính xác hay là không, thì bên server chung đã có bản quyền của One Man Man Season 3 và có hình ảnh nhá về thông tin tiến độ phát triển, thì tướng ở trong giai đoạn sau nó sẽ không bị canh nữa. Thì khi mà ra Season 3, con game One Man Man này nó sẽ phát triển về cộng đồng, từ người chơi mới nè, người chơi cũ sẽ từ người chơi mới sẽ rất là nhiều, cho nên mà cộng đồng nó sẽ phát triển. Thì mong mấy anh em khi mà chơi thì mấy anh em cố gắng chơi một cách hiệu quả, tại vì game mà để trải nghiệm chơi giải trí. Ngoài ra thì mấy anh em nào tiền, đa số tiền mà mấy anh em từ clip tư vấn nè, rồi mấy anh em ủng hộ thì tôi để gia hạn những cái phần mềm, rồi làm video, rồi làm sự kiện để cho mấy anh em làm hết nha. Toàn bộ tôi đầu tư hết về phần mềm để hỗ trợ khi mà mấy em làm nội dung video, hình ảnh, rồi cái phần mềm làm theo thôi. Rồi ok. Đấy, chia sẻ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video video và mong mọi người đừng có ác cảm về video phân tích nếu như tôi làm dở nha. Nếu như tôi làm dở thì mọi người góp ý, còn mà chất lượng nó không ok thì mọi người góp ý thôi. Mà tôi nghĩ thì chất lượng nó cũng góp ý thì nó cũng như vậy thôi, tại vì đa số game này nó khó nha, game này nó khó, tại vì bây giờ ngồi kia biết bao nhiêu con game, ngồi kia bao la thế giới mà, thì biết bao nhiêu con game mì ăn liền, rồi nó mới ra nào là đại chiến siêu anh hùng, rồi đại chiến chibi, đại biến thú mèo, đại chiến hù cá, rồi nó đủ thứ nghe game. Mọi người để chơi trải nghiệm thì có rất nhiều để giải trí. Còn đối với con game Wolverine này, nó mang về tính chất hạt co và nó hay, tại vì cơ chế của nó là có những con tướng cũ hoặc những con tướng nó bị out meta rồi nó vẫn chơi được, và lực chiến nó không phải là một con số quyết định, tuy nó là một con số quyết định trận đấu, nhưng khi mà mọi người ổn định trong meta thì nó không còn là yếu tố quyết định nữa, mà do yếu tố người chơi, tính năng chiến thuật, cái kiểu này cái kia. Thì cho nên là con game này mình đam mê và mình đồng hành với cộng đồng rất là lâu, tính tới sắp hết năm nay, hết tháng 10 này là hết năm nay thôi, là mình tròn 3 năm nha, 3 năm sinh nhật vừa rồi, 3 năm rồi, sinh nhật là mới 2 năm thôi, thì hết năm nay là 3 năm đồng hành với con One Man Man Zone Gate này. Thì kênh cũng từ đây tới cuối năm chắc sẽ tròn 10.000 người, thì mong mọi người ủng hộ trong cái giai đoạn mà con One Man Man này nó sẽ ra Season 3 ở giai đoạn cuối năm, và nếu như game nó phát triển ở trong giai đoạn sau thì mình sẽ làm tiếp tục. Thì mấy anh em góp ý từ làm nội dung tướng, làm thế này thế kia, thì chủ yếu là khi mà mọi người góp ý về âm thanh này, về chất lượng đồ họa video thì mọi người phải thông cảm, thì mình còn công việc ở bên ngoài hàng ngày nữa, thì làm YouTube mọi người biết rồi, thì mấy anh em trong ngành, đặc biệt là mấy anh em trong ngành cũng có theo dõi tôi, kênh lớn luôn, cũng có từ kênh lớn đến kênh nhỏ, thì mấy anh em biết rồi, cái kênh tôi làm ra không bao nhiêu đâu. Ngày xưa thì mọi người hay tò mò về doanh thu của kênh tôi kiếm được bao nhiêu tiền thế này thế kia, thì khi mà các bạn trong ngành, anh em trong ngành kênh lớn hơn, làm view nhiều hơn tôi, thì họ biết một tháng của tôi thu nhập bao nhiêu rồi. Cho nên là gần đây mấy bạn không có hỏi, không phải gần đây nữa mà gần hơn một năm nay về like tôi cũng tắt quảng cáo rồi, rồi chỉ có video thôi, video là do vào công ty nha, cho nên là bắt buộc nha, nói vào công ty cho sang thì thôi, thì nó cũng không được việc view đâu mọi người. Thì về doanh thu cái này thế kia thì mọi người biết rồi, cho nên là không ai hỏi vấn đề đó nữa, cho nên là làm cho vui. Thì cho nên là tính tôi nữa là tôi xích sẵn rồi, tôi không có hiền nha, cho nên tôi hay chửi, tôi hay gây quơ, thì đa số tôi chửi mấy ngu thôi. Thì mấy clip nào mấy anh em không thích nghe chửi thì mấy anh em có thể bỏ qua, còn mấy anh em nào coi về đam mê về game giải trí, về thích về tựa game anime One Man Man này, một trong những con game nó có thể kéo dài tới 2-3 năm tiếp theo, nó không end được đâu, còn lâu lắm mọi người. Cho nên là khi mà ra game mới, cộng đồng mới, thì mong mọi người ủng hộ và phát triển cộng đồng. Thì nếu như tôi không còn làm nữa, thì trong năm nay tôi có nhiều dự định, thì nếu như tôi không còn làm nữa thì tôi sẽ chuyển hết cái kênh này cho một bạn khác làm, đang chuyển hết kênh này cho một bạn khác làm, và tôi sẽ backup lại dữ liệu cái kênh clip lưu trữ đang đăng ở kênh Hia là Quốc Tình 2, và tôi đăng lại tổng cộng là hơn 386 video
nhưng mà mỗi ngày tôi sẽ đăng một video trên kênh Hai là Quách ngày 2. Cái thời gian backup nó sẽ rất là lâu, tại vì tải chất lượng video 1080 mà, thì cho nên là backup lâu rồi YouTube nó quét mà này kia, cho nên nó sẽ rất là lâu. Rồi, ok, đó là những cái chia sẻ cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Chào mọi người. Quầy, mẹ chơi một cái phơm, mẹ chơi một cái phơm là một cái phơm co động đế Genos 6 sao mũi King Hellfire của cái sư 320 triệu được chiến, quýnh thua một cái phơm quýnh thua một cái phơm là Sonic điện bóng đó, đi cắm năng lượng rồi đủ bài. Vãi cướp thiệt rồi, nó xóa năng lượng tới chết luôn rồi, nó cắm năng lượng tới chết luôn đúng không? Đúng rồi, con King này trừ năng lượng nữa, thêm con Sonic này trừ thêm nữa hết năng lượng rồi, giờ nó counter nhau, đó là lý do chơi không tóc đó mấy em. Giờ anh Dũng trả lời, anh bán Akihan kia, bán Akihan bán lâu rồi, bán được cả tuần trời luôn rồi đó, bán mua cái máy nè, bán mua máy lọc không khí nè mấy em nổi, bán mua máy lọc không khí. Nó gọi là hay mà anh Dũng quýnh là quýnh meta. Ví dụ như anh chơi đi, anh chơi bá dơ, anh đi chơi chích lỏ ba khu gian, anh đi ăn hiếp mấy nhỏ, xong rồi vô trận cuối anh đi xếp con Nguyên ở dưới vậy đó. Anh có gì được một mười năm? Anh có con King siêu kỹ, con xương rồng siêu kỹ, 5 sao vàng, 5 sao tím, 2 gói vĩnh viễn. Quan trọng là 2 gói vĩnh viễn á. Đơn giản thôi, anh có 2 gói vĩnh viễn. 2 gói vĩnh viễn, con King siêu kỹ, xương rồng siêu kỹ, 180 ví đen và năm hình như là gần 50 ví siêu kỹ hay sao đó. Thôi em mà nó đáng bao nhiêu? Quan trọng là anh còn đủ vía, anh còn đủ vía con sâu. Cũng gần đủ với siêu kỹ luôn. Hai gói vĩnh viễn. Theo em cái hạt đó nếu như em đi mua thì em định giá hạt anh là bao nhiêu? Theo em nếu như em đi mua, em tạo một cái hạt em đi mua đi. Hai gói vĩnh viễn, 180 ví đen, rồi ví siêu kỹ, rồi con King với con xương rồng đều có siêu kỹ hết luôn. Theo em hạt anh có nhiêu đó thôi đó. Anh chỉ có nhiêu đó thôi. Xương xương chỉ có nhiêu đó thôi. em đi hỏi Lê Công Mạnh đi. Lê Công Mạnh thẩm định giá bao nhiêu, anh bán xong anh còn tiếc á. Bán xong rồi mẹ vừa mới được bán xong mới được có 3 ngày sau CVC nó kêu là CVC nó ra cái gói giấy tháng bỏ vào quảng cáo. Trả qua 2 tuần xem quảng cáo không được cây quá, bán một phòng mua máy lọc. Hồi em xém mua hạt idol đó, đăng mấy idol Lê Công Mạnh.
Anh mà đưa cho Lê Công Mạnh thôi, chắc Lê Công Mạnh bán ạc anh mà đưa Lê Công Mạnh định giá cho mày, Lê Công Mạnh định giá chắc lên 3 củ ít. Ạc anh mà đưa cho bạn Công Mạnh định giá chắc ít chút lên 3 củ. Trời ơi, 3M với 1 triệu rưỡi mày nói chuyện khùng vừa thôi mày. Mày nói chuyện mày còn vé không? Bây giờ quan trọng à, cái ạc 3M em mới nói hồi chiều, cái ạc 3M anh biết ạc nào luôn, ạc đó hết vé. Đúng không? Cái ạc em nói anh biết luôn là ạc nào luôn, cái ạc đang bán 3 triệu rưỡi đúng không? Có người hỏi quá nhưng mà ạc đó hết vé. Quan trọng là gì? Ạc đó hết vé là ạc đó không mua, chưa mua hai gói bên biển. Ạc đó chưa mua hai gói bên biển hay sao á? Quan trọng là 3M nó hết ví đó em, tại vì nó hết ví cho nên nó mới có giá 3M đó. Thì còn 100 ví nè, anh hỏi em 80 ví đi em mua bao nhiêu tiền? Không, nó còn một ạc nữa. À có một ạc cũng 3,5 ạc, có Boros, có G4, có Genos, có con cũng siêu là 594 luôn, có con DK luôn, ở gạt con DK á mà bán 3,5 triệu. Trời ơi, 1,5 triệu lại 3 triệu nó khác biệt còn toàn lắm em. Trời em nói chuyện nhẹ như lông hồng giữa gạt anh 1,5 triệu. Em kêu ừ gạt anh có gì so với gạt 3 triệu. Vì 1,5 triệu với lại 3 triệu nó cách nhau 1,5 triệu, theo em 1,5 triệu là to không? Trời ơi, em tư duy lên chút xíu đi chứ. Trời ơi, gạt 1,5 triệu gạt 3 triệu, nếu như người ta có tiền người ta đi mua gạt 1,5 triệu làm gì em? Nói chuyện sao mà nó khùng quá vậy? Mày cái gạt 1,5 triệu em đi so sánh với gạt 3 triệu. nhiều lúc mấy bạn bị khùng sao á, không phải anh chọc quê em nhưng mà cái tư duy của em nó bị khùng sao á. Một cái 1,5 triệu em đi so với gạt 3 triệu rồi xong đi hỏi gạt anh có gì mà anh định giá 1,5 triệu, em bị khùng á em. Cái gạt mà đang bán, cái gạt mà đang bán kêu gạt nó hết với cái gạt nó, nếu như mà nó không quay con gì nó thì gạt đó đúng giá là 3,5 triệu. Còn gạt nó quay con gì nó là mất giá trị rồi, thì gạt nó quay xong con gì nó là mất giá trị rồi. Mọi người biết vì sao không? Cái ạc đó khi mà nó quay xong Genos á, là bây giờ qua tháng sau thiếu ví đen đúng không? Thì mọi người nghĩ cái người chủ ạc á, người ta bù thêm bao nhiêu ví đen, bù thêm bao nhiêu tiền để lấy con cái sư UR và con Flash. Nếu như người ta quay con cái sư UR xong người ta hết vé rồi, qua tháng sau em nạp bao nhiêu tiền để em được đủ 180 vé. Đúng không? Em cứ tính công chuyện đó, người ta chơi game, người ta tính toán cái việc mà nếu như ạc đó không quay con Genos thì là qua tháng nó sẽ đủ mua cái sư, mà đủ mua cái sư thì qua tháng nó sẽ đủ con Flash luôn. Đúng không? Chứ bây giờ nếu như em mua cái gạt nó về mà trong khi đó qua tháng sau em phải quay con cua két. Cách nhau có 1M5 chứ bây giờ anh hỏi em cái gạt hôm bữa anh làm clip tư vấn đó, cái gạt nó top 50 đó mà quýnh có lại gạt anh đâu. Trời, quan trọng là đi BK, quýnh BK nó thực tế nha. Ví dụ như gạt anh mới lên, anh mới tư vấn ngày hôm qua, cái gạt nó đang là top hình như là 50 hay là 100 silver, gạt anh top 300. Không, gạt anh là top 250. Đúng không? Cái ạc nó top 100 mà cái ạc nó cũng là ạc anh đâu, lực chiến hơn luôn á. Ạc anh có 7 triệu thôi, ạc nó 14 triệu lực chiến. Giờ em muốn mua một cái ạc cù bắp mà lực chiến cao, hay là em muốn mua một cái ạc ngon mà lực chiến thấp, tướng xịn, đó là em chọn. Bây giờ quan trọng là gì? Có những ạc nó còn không mua gói bên biển nữa. Thì khi mà anh định giá cái ạc đó, định giá cái ạc con ạc nó có cái gì, bây giờ mua một cái ạc lực chiến cao đúng không? Nó kích lực chiến ảo vô, tướng không có gì hết á. Boros, Kabuto, rồi mấy con Gokitsu XR cộng, trong khi đó không có King UR, không có xương rồng. Bây giờ còn với đen luôn, giờ nó bán cho em 1,5 triệu với lại một cái ạc cũng 1,5 triệu, có kinh, có xương rồng, hai gói bên biển, em chọn thì em chọn cái nào? Trời ơi, cái ạc nó quýnh cùng lại ạc Ihan đó, giờ 14 triệu lượt chiến, ạc đó nó gấp đôi lượt chiến anh luôn á, thì theo em. Đấy, ạc đó là 14 triệu lượt chiến á, 14 triệu lượt chiến gấp đôi lượt chiến ạc Ihan luôn á. Cái thời điểm đó mọi người coi em qua luôn á, buổi live em qua có live luôn á, 14 triệu lượt chiến gấp đôi lượt chiến ạc Ihan luôn. Chưa mua hai gói bên biển, không xương rồng, không kinh UR, theo em cũng silver 594 luôn á, cũng một ạc silver 594 gấp đôi lực chiến anh luôn á, thì theo em chọn nào? Trời, tự nhiên đi lấy một cái ạc mà 3 triệu đi so sánh một ạc 1,5 triệu mà trong khi đó cái ạc 3 triệu nó hết vé. Cái khoảng cách từ 1,5 triệu tới 3 triệu lớn lắm nha. Nếu như em mà đại gia thì không nói, còn nếu như người bình thường cái khoảng cách bằng 1,5 triệu tới 3 triệu, nếu như người ta đã có 3 triệu thì người ta không hỏi ạc phải làm gì rồi. Thiệt. Mà kể cả khi mà có 3 triệu đi mua cái ạc nó về, người ta cũng cân nhắc nữa. Tại vì sao? Nó hết vé rồi, tự nhiên người ta phải phát sinh thêm cái số tiền để nạp thêm để chạy con vô kép với lại con lại. Cái ạc 3 triệu đó em biết vì sao chủ ạc nó bán không?
cái hạt 3 triệu mà có con đi cây, nhưng tôi không biết hạt nào như 3 triệu, 3,5 triệu á, cái hạt mà có con đi cây á, cái hạt đó là hạt đó chủ hạt ngu lắm thiệt, chủ hạt trước chơi hạt nó ngu lắm á, mới bán á thiệt, chơi ngợp lắm, ngợp phun rồi mới bị bán á. Mọi người biết vì sao không? Quay con đi cây, con đi cây đó tôi không biết là nếu như con đi cây đó mà quay vòng quay thì chủ hạt rất ngu, tại vì quay xong con đi cây là vừa mới quay xong đi cây là qua hôm sau là qua cái vòng quay UR luôn, quay con đi cây xong bị ngợp á. Quay con đi cây, do quay con đi cây xong bị ngợp á. Về cốt lõi hạt nó rất ngon, nhưng mà cái người chủ người ta mua về, người ta đầu tư hạt nó, người ta phải bơm tên ít nhất là cũng có tầm 15 triệu nữa thì mới đủ được là vừa roket vừa flat. Em dám em mua không? Đó, từ 3 triệu em phát sinh lên 15 triệu á, em mua không? Tôi em nếu có tiền, nếu em bây giờ em đang có 3 triệu trong người, em dám mua hạt nó về. Xong rồi em phải bỏ con flat. Mà trong khi đó silver 594 là silver mày kinh UR đông như chó chạy mùa đồng luôn. Em dám không? Quan trọng em không thua thôi, em tự nhiên mua một cái top silver về em đi BK không lại mấy thằng dưới đáy. Thì câu chuyện kinh Boros, kinh siêu kỹ em quýnh không lại flash, bảo đảm với em luôn. Tới lúc mà meta flash ạc nào mới vậy, ạc nào mà có con đi cây đúng không? Em kêu ạc nào, cái ạc mà có cái coi vừa coi Boros vừa đi cây luôn đúng không, hay là ạc nào vậy, sợ lộn ạc á. Chiều là anh có cái hạt đó là nó bị ông phải rồi, hai hạt lộn rồi. Chiều có một cái hạt là có coi đi cây luôn, quân tướng có coi đi cây luôn, có thêm quân viên nó nữa. Còn vé mà ba cũ, còn vé ba cũ có kinh, có siêu, có viên win, có gì đó, viên nó còn quách thành hai luôn đó, mà ba cũ mà còn cái gì hạt xe vừa nào mà bán 3 triệu mà rẻ vậy, có không á? 3 triệu mà viên nó 2, 3 triệu là có kinh siêu được kỹ, viên win 2, viên nó 2 ghê vậy, mà còn vé đen luôn, còn 180 vé đen luôn, bán 3 triệu có thiệt không á? Có thiệt không á? Chụp hình bữa bên Discord coi sao mà 3 triệu được, có chịu anh coi cái hạt, có một cái hạt là con G4 Boros King Genos 1. Ồ, 100 vé nó dĩ. Ở đâu vậy? Chứ có đâu mà có cái hạt mà chịu, hạt kia là cái game vui 1 thôi. Giờ 100 bé đi, bây giờ anh tính cho em nghe, mua cái hạt đó, em mua cái hạt đó 3 triệu về đúng không? 3 triệu không, anh đang đi mua triệu, anh đi, anh bữa giờ anh đang đi nhờ người ta sang hạt thiệt mà, anh đang cần hạt để anh mua mà. Bữa giờ anh đang đi cần hạt, anh chiều bạn nói là cái hạt đó, anh tưởng đâu là cái hạt mà chiều là cái hạt có co đi cây, hạt vừa có co bu hót vừa có co đi cây luôn, cũng hạt bạn này nói là không có co đi cây, hạt mới đăng á mà chiều anh cũng mới co là cái hạt rồi, hạt nó có co đi cây mà hết ví. Tại vì mua về cái công đầu tư đúng không, cái công đầu tư nó mệt lắm. Bây giờ mua về một cái hạt đây 100 vé đúng không, thì qua đầu tháng mua thêm được 40 vé nữa là tới mua cái sơ yên thiếu 40, mà để nạp 40 vé nữa tính bao nhiêu tiền, xương xương cũng có gần cũ đúng không, mà quay xong con roket đi là hết vé, là bỏ phải bắt buộc luôn phải skip flash, mà skip flash 100% ăn hành, kể cái cầm ghi win 2 là cái quỳ hết á, là skip flash ăn hành mặc lệnh luôn. Mày ở silver 594 toàn là kinh UR không, không khắc chế kinh UR sao mà chơi, đơn giản đi thôi. Trời ơi, giờ chú ăn bán nó rồi, vậy em đi ngồi nấu không, nãy giờ em ngủ đi bốc phét à, mày gì nãy giờ, vậy nãy giờ em ngủ đi bốc phét à, tại vì silver 594 chịu có một cái hạt nó bán ra là cũng mạnh á, nó cũng lực lắm á, là đầy đủ hết luôn, co hai co luôn, co đi cây, co Boros G4 đồ đầy đủ luôn, hạt không thiếu con gì hết á. Hết vé cũng phải đầu tư lại. Câu chuyện mà cái hạt mà anh nói là một cái hạt hết vé là một cái hạt chết nha, một cái hạt mà còn sống là một cái hạt khi mà người ta bán, khi mà mọi người bán, người ta nói là ở này anh em nào có ý định bán hạt á, anh em mới suy nghĩ cho người chơi sâu. Và tôi định giá như vậy, một cái hạt mà hết vé kể cả ngon đến đâu đi chăng nữa, tướng meta đi nhau nữa, là gần như là một cái hạt chết rồi. Thì mọi người cứ nghĩ đi, cái người mà người ta mua cái hạt đi vô á, bây giờ ví dụ như cái hạt Hihan đi, mày hạt Hihan mà nếu còn ví thì hạt Hihan á chỉ còn 500.000 chắc quăng ra nếu mày mua thiệt. Mấy anh em nghĩ bao nhiêu tiền để đầu tư được 180 vé không, em hỏi hạt Hihan có cái gì mà để được đáng giá 1,5 triệu theo em, mà anh không bán 1,5 triệu nha, anh bán hơn, anh bán 2-3 củ lận, anh bán đi ăn cướp mà sao bán 1,5 triệu được. 180 vé mọi người nạp bao nhiêu tiền để được 180 vé theo em đấy. Nhớ hay là em muốn một cái ạc mà 15-16 triệu được chiến gấp đôi ạc Ihan mà không có xương rồng, không có xương rồng, không có kinh luôn,
rồi nằm trong top 100 server, 100 hay là 50 gì đó, mà hơn gấp đôi được chiến Akiha luôn, nhưng mà quýnh không nổi Akiha. Tùy cũng chọn thôi, mà cái khoảng cách ví dụ như em nói là cái khoảng cách giữa 1,5 triệu lại 3 triệu khác nhau hoàn toàn nha, mình phải so sánh cho nó đúng phân khúc. Em hỏi là Akiha có gì đáng 1,5 triệu, xong rồi bây giờ em đi Akiha có gì đáng 1,5 triệu, rồi em kiếm một 1,5 triệu nào ngon hơn Akiha đi. Em kiếm bây giờ chỉ vào 594 đi, em kiếm được một cái giặc nào 1,5 triệu mua được Akiha đi, rồi mới tính câu chuyện. Tự nhiên đi so sánh giặc 3 triệu, nếu như người ta có 3 triệu thì người ta đâu giờ ra Akiha nào. Bây giờ anh mua về tùy thôi, tùy mỗi người thôi. Giờ anh mua, nếu như mà các chế độ khác đi thì anh mua về anh chơi meta, mua ngoại top về. Bây giờ anh chấp nhận, nếu như anh chấp nhận bỏ tướng em không nói làm gì nha, nói câu chuyện. Nếu như mà anh chấp nhận anh bỏ tướng thì em không nói làm gì, nhưng nếu bây giờ anh lấy tướng đi thì em mua một cái hết với đen về, trong cái thời điểm mà hai con cần nhất là con Vua Kế Sư lại con Slash á, thì anh làm cái gì đó. Bây giờ nếu như mà anh lấy một cái đi, giờ anh mua 3 triệu về hết với đen, giờ anh phải đầu tư bao nhiêu tiền nữa để anh đi lấy một cái tướng về. Tại vì những người mà người ta bán ạc, người ta không nghĩ cho người sau đâu, người ta cũng quay cho đã vậy. Ở server Việt Nam thì người ta quay cho đã vậy, xong người ta mới chịu bán được. Giờ nếu như mà cái ạc đó mà bỏ con Genos đi thì còn với đen, một cái ạc còn với đen đó nhớ sẽ khác biệt với lại một cái ạc hot với đen này nè. Giờ anh qua tháng đi, anh cầm một cái ạc full tướng luôn, nhưng mà anh không còn với đen, anh không còn với đen nữa, không còn với siêu kỹ á. Mà giờ chuẩn bị tới tháng con Vua Kế Sư này con Flash, anh dám mua không? Mà mặc dù gạt nó là ngon nha, full tướng luôn đi, full tướng còn quách trình 1, còn quách trình 2 siêu kỹ luôn, anh chấp nhận anh đầu tư không? Theo anh đang chơi á, anh đào luôn, em hỏi anh đào luôn á, anh đang chơi theo anh dám đầu tư không? Như anh dám đầu tư một cái gạt đó không? Là anh chấp nhận anh phải thọt 3 tháng so với người ta đó, còn hoặc anh phải nạp vô thiệt lực. Nếu như mà để anh lấy được con Vua Kế Sư 2, rồi con Flash 2, trời ơi anh ơi, đã 3 triệu thì nông dân làm gì anh ơi. Anh đã đi bỏ ra 3 triệu đi mua cái ạc thì làm gì có nông dân nào mà bỏ 5 triệu mua cái ạc anh ơi. Cái ạc 3 triệu đâu có ạc tầm trung, 3 triệu mà sao chung được anh. Nếu như mà nó đã có tiền là nó đã có tiền rồi, có người nạp rồi, 3 triệu làm gì có chuyện mà nông dân. Thiệt, anh bỏ ra 3 triệu mà anh kêu thằng nào sinh viên nào mà sinh viên Gmix rồi, hay là sinh viên Vutex, hay là sinh viên Hồng Bàng, bỏ 3 triệu đi mua cái ạc anh kêu nông dân. Nếu mà nó đã có 3 triệu thì nó không phải đi, nhất thiết không phải đi mua ạc rồi. 3 triệu với người nào công bách lại game á, người ta mê game đó, người ta công bách lại game, người ta mua cái mình. Tự nhiên thằng ở đây có ạc đang chơi, mà nếu như nó có 3 triệu đi mua ạc thì tại sao nó không nạp 3 triệu vô game để nó chơi, đúng không? 3 triệu là một khoản tiền rất là lớn nha. Nói vậy người ta mua về ta đâu có nạp ở đâu. Bữa như hai gạc mà em kêu mua lại gấp đôi luôn đó. Bữa lấy cái gạc mà anh nhớ gạc em tư vấn cho thằng cu gì, thằng lớp gì đó, thằng lớp rác đó, em đòi mua lại cái gạc đó ra. Nó mua được cái gạc con Boros về ngon vải đạn luôn, nó mua có 1,5 triệu à, 1,5 triệu là 1 triệu đó. Có con Boros với lại con xương rồng, con kim hương rờ đó, gạc đó nó mua 1 triệu à, là hơn Boros thôi, nó mua 1 triệu mà hết chứ đen. Em mua lại gạc nó gấp đôi, nó không bán nữa, mà trong khi nó về đâu nạp ở đâu, nó mua về nó chơi kỳ chay đó. Mua về để chơi kỳ chay thôi. Cho nên là cái việc mà để mà mua về chơi á, hay là nạp được hay không mà tùy người, quan trọng cái ạc nó vô tay ai thôi. Thì ví dụ như người về chơi hơn thua giờ 3 triệu với 1,5 triệu nó khác biệt lắm nha. Thì đâu bạn Phong, thì Phong hỏi em là ạc của em có giá trị gì mà được 1,5 triệu mà chơi so với ạc 3M, đi so ạc em với một ạc 3M thì khác biệt hoàn toàn.